Rồi quý vị ơi, bonsai 1806, một cây kim ba xưa 370k bao ship toàn quốc. Rồi đây, cái cây ba xưa này nó có hai ba thân gì đây nha quý vị. Và cái cây này lùn, mỗi bữa cái cây mấy cái cây kia nó cao mà cây này nó lùn nha quý vị, cũng có 2-3 thân nha. Đó, rồi từ dưới gốc nó lên tới ngọn nó có 2 tấc thôi nha quý vị. Nè, gốc của nó nè, một khối như vậy nha, nó chỉ ra 2-3 cái thân nha. Để tôi quay cho quý vị xem nha. Đây nè, quý vị xem tỷ lệ chai trà xanh trước đi ha. À, rồi bắt đầu tôi quay gần nha. Nè, tôi quay qua nè, vòng cho quý vị xem nè. Đó, đó, thấy không, 2-3 thân của nó nè. Đó, ở ngoài cây này đẹp lắm nha quý vị. Đó, thấy không. Rồi 370k bao ship toàn quốc nha. Rồi xuống luôn đi con ơi, tranh thủ đi, nu nu của nó nè, cứ nghe đi. Rồi xuống con ơi.